Cường xin chào cả nhà nha. Thì tiếp tục bắt ong nữa cả nhà ơi. Giờ Cường lên Cường bắt ổ cây gòn với cây bàn nhớt hai ổ nghe cả nhà. Hai ổ này, ba ổ này hy vọng kiếm chừng cỡ nếu cho hy vọng mà hy vọng nhiều đi, 3 lít 4 lít gì đi. Mặt ngon ngon chút. Còn nói chung mà theo như Cường đoán trung bình thì chắc nó cũng khoảng rơi vào khoảng 2 lít nữa cả nhà ơi. Tại mặt nó không có mạnh, mà cấp này nó vẫn còn yếu á. Cho nên là ổ 3 xị 1 lít là nhiều rồi. Đó. Cây nó đang ở sau lưng Cường nè cả nhà. Con ong nằm trên đầu luôn nè. Lúc trên đầu đó. Cây bằng nhớt ở đằng sau nữa. Cây bằng nhớt đó chắc để cho chú Cường quá, Cường cây này nữa Cường hết nổi nha. Muốn liệt rồi. Ông đang mầm gọi cho Cường nha cả nhà. Hết chi quách nè chú. Hết chi quách nè. Rồi rồi khói kìa. Rồi để Cường tạm ngưng máy nha, rồi quấn cây gọi rồi Cường leo lên tiếp tục nữa nghe cả nhà. Leo mấy cây bự đôi khi cũng ngán lắm chứ. Mà cũng phải gán thôi. Biết sao giờ cả nhà. Ông này nay lớn ngon ghê trời. Hy vọng ông này kiếm 7 lít cũng được. Ông này cắt vô 2. Đó cái u bển cả nhà thấy không? Nãy cùng mới bắt đó. Dạ dạ. Quýnh này, quýnh này. Mặt nhiều nè mà sao quýnh dữ vậy? Chám dồi. Chám dồi rồi nha. Quýnh vô tay hết mấy cái nữa. Leo tới ngọn luôn mà. Cái nhà ông cảm cái đuốc kìa. Gió quá nó hình ra. Hình ra nó cháy. Nhưng mà Cường đâu có đưa vô tổ ong đâu. Cường để ngoài không. Đây, Cường quay ông cho cả nhà xem. Quay cái đầu mặt. Quá im luôn cả nhà ơi. Chám vô là thấy đã liền. Cũng tầm khoảng 3 xị gì quá. Mấy ông cấp này 3 xị luôn à. Không có phấn, ông này không có phấn nha cả nhà. Mặt xuống tới chân luôn nè. Trời ơi khói đâu mà vô mặt không vậy? Chám vô trắng nè. Đã. Yeah.
cao ông này ngộ lắm, lúc nào năm nào mặt nó cũng lép bờ một bên, bên như bên đây cho cả nhà, nó không có dọc phình ra được hai bên nổi nha. Gọi gì nó cháy ghê hồn vậy, cháy hơn cái nhà nữa. Đó thì coi gì nào có nhu cầu xài mặt ong cứ liên hệ cho Cường nha, số điện thoại Cường để góc trái màn hình. Cường chào cả nhà, có số điện thoại Cường ngay nha cả nhà. Rồi thì để không mất thời gian cả nhà nữa, giờ Cường cắt cục mặt nó rồi tiến hành bắt hai ổ bên kia luôn. Cường cắt là Cường cỡ nào cũng phải dưỡng tổ cho nghe nha. Ổ này đóng ôm thân ngoài, năm nào cũng vậy nha, nó đóng ôm thân vậy đó. Cái gì mà dữ vậy? Cái sáp ong đốt nó nghe mùi khét luôn trời. Sáp này cứng quá, cứng rồi. Này thuộc dạng nói là cứng hơn cây nữa. Cắt mặt rồng không? Ba xị mặt cả nhà ơi, ba xị vậy đó, lít mà này chắc ba xị lít chứ không nổi đâu, sáp cứng quá. Giờ còn gọt ba cái tàn cũ nữa, cạo hết luôn. Nó kéo, nó kéo bật lên đây được, nó kéo. Khum khum nhất con sống luôn á. Rồi còn đi xuống nha cả nhà. Còn bữa hổm nó cái lúc Cường bắt á là nó có bông, bây giờ nó ra bông hết luôn, ra trái luôn rồi. Phải ngay cái đợt con gòn á đổ nhiều á, mặt cũng có lý lắm á. Quá trời cái đuốc thần của chú bó nó cháy rồi chú ơi. Gió quá trời gió rồi, nó cháy chịu nổi. Táp lửa hơn mà lá tươi nhiều mà nó còn táp lá tươi cháy luôn. Ngắt mấy ngọng đó để chi cái nhà biết không? Để cho nó đừng có tạo tách bầy. Giữ bị ong đông được. Dạ, ồ nó cháy còn trên cây luôn rồi.
Hả? Đâu được chú, trái cái háng con gụi. Gụi cái ti con luôn, mệt con luôn á. Giờ vợ nó bỏ con luôn á. Cỡ nào cũng phải để né cái háng ra chứ. Cần luyện cái gọi xuống nghe cả nha. Hạt cánh an toàn. Ôi. Hạt cánh an toàn rồi cả nhà ơi. Ôi đây, ba xì mật. Mật này ngon chứ. Quá đã. Sắp cứng quá à. Giảm dồi luôn, giảm dồi luôn nha cả nhà. Rồi thì để tiếp tục buổi văn nghệ ngày hôm nay mời chú Cường nha. Chú Cường leo hết nổi rồi, bủng bủng tay chân, leo giống như ba cây, hai cây bự với cây nhỏ. Chú Cường leo cây bàn này nha. Bàn này ông này cũng mọc phì ngon ghê. Cả nhà. Ông đó ngộ đó. Email đây ngộ. Hai ổ. Rồi, cùng mời cả nhà tiếp tục nha. Lên cả nhà ơi. Đây nè, ông bận gì lắm cả nhà. Bị gốc lên luôn, ra an toàn nữa. Cây này thì dễ leo quá nha. Chú Cường nó leo 3 cây rồi. 3 cây mệt rồi, giờ tới mình. Cây này thì hai ổ cả nha. Ổ mới về bên đây, ổ này ổ cũ. Ấy da. Ông bận quýnh. Ông bận quá trời. Ôi ôi. Trời ơi, đụng cây. Ông mới về bự quá quá trời cả nhà. Quá trời bự luôn. Giờ để treo cây gọi ra. Đây nè cả nhà. Cả nhà xem ổng ông nha. Trời ơi, bự quá trời luôn cả nhà ơi. Bích cái màn hình luôn rồi. Bự mới dài cả nhà. Nè. Đó. Đó nó giỡn hì hì cả nhà. Rồi để ra coi cái nó cục mặt ra sao cả nhà. Quá trời ông bự rồi.
bỏ chắc lại cho nó định trái kìa, khối này yếu. Trời ơi, bộ mặt làm gì kỳ vậy? Mặt ít rồi cả nhà. Đây, cho nó xem cả nhà coi cái bộ mặt nè. Cũng ít rồi cả nhà, để cắt vô tay mình mới biết nha. Rồi cả nhà thấy chưa? Để cắt vô tay mới biết nhiêu cả nhà. Quá trời quá, ông bự luôn. Một mặt hơi dở. Cày dữ quá nè. Lên nóc luôn à. Quá trời quá ông lớn. Cứng nữa lít à. Cứng nữa lít cả nhà. Còn hơi phấn nha. Nửa bên phấn bên đây mà. Chút xuống rồi mình sửa lại nha. Khổ quá trời lớn mà mặt nó hơi dở cả nha. Mặt khu này nó chưa có vô mạnh không nha. Thôi ba lô. Qua bắt ở bên đây luôn cả nhà. Nè, cả nhà thấy không? Nhầm nhánh bên đây cũng sát bên nè. Thôi, ông bận chết. Bận không rồi cả nhà. Ôi ơi, ông bận trên đầu thôi nè. Nhà thấy không? Quá trời ông bận.
lúc này nó muốn tàn cả nhà. Hôm này có mặt không nè? Có. Như bơm tàn luôn hay vậy? Bơm tàn luôn rồi. Trời ơi, ổ này già. Nở hết trơn, không còn con nữa. Trời ơi, bơm tàn nhiều giờ nghe. Bơm từ trước hay sau luôn rồi Cường ơi. Con này thấy vậy mà ngon nha cả nhà. Con này nhiều nè. Bơm nhắn tươi chứ. Con này sâu xia nè, con nở trơn cả nhà. Cái cả nhà gió rồi. Là nó bớt kìa. Thôi trái lại cả nhà. Gió quá anh trái. Xem cục mặt cái nha, mặt chảy kẹo ngon lắm cái nha. Đây nè, chạy hết ổ luôn đó nha, tới làm sao luôn nè, thiệt ngon nha. Ổ này già hết trơn, nở con hết trơn nữa nha. Nghe bên này, bên đây cũng vậy luôn đó nha ơi, chạy hết trơn cái ổ luôn rồi. À, cả nhà thấy chưa? Nè. Quá đã cả nhà ơi. Thôi cắt luôn cả nhà. Ở này mình xả cho nó đi luôn cả nhà. Nở hết rồi cho nó đóng lại ổ khác nha. Tới chân dưới luôn mà. Này luôn. Ở trên luôn nè cả nhà. Già tới nái rồi. Thì cắt cái thử mới biết cả nhà ơi. Nó nằm về mình không biết nhiêu đâu. Cái ổ này thấy vậy là ngon rồi. Ổ này bơm tàn thấy vậy chứ nhiều lắm cả nhà. Nhà nhớ xem kênh Chí Cường TV nha, ủng hộ em nói nha. 6 giờ rưỡi tối hàng mỗi ngày nha, cái nào có clip thì về ra. Quá à cả nhà ơi, nó bu vô quá, đổ ra không được. Vô trong cái bọc quá trời. Ôi mà đầy pin luôn cả nhà ơi. Rồi mình cạo kèo luôn nha. Ôi ôi nặng cái nha. Cạo sạch luôn. Cạo nào cạo không lấy cho nó về đâu khác. Nè nha, mặt nó nằm trong đây không nè. Đầy pin chứ. Vô. Ở sâu đó luôn.
Ôi ôi. Đã cả nhà ơi. Cục chót này ngon nè. Quá đã rồi. Khá nặng cả nhà ơi. Ông này tầm chắc cỡ 1,5 lít cả nhà. Bơm nó trơn đầy đàn trơn nè. Ông này chứ 1,5 lít là khỏe luôn cả nhà. Nặng dữ lắm. Quá đã rồi. Này sao bỏ vô bị ta. Vô cái bọc nó xách xuống luôn đó nha. Bị nhỏ quá. Ủa. Rồi. Đến đâu hết rồi chứ. Cây này thì theo leo khẽ ghe là cả nhà. Làm có chậm chạp gì cả nhà thông cảm nha. Xuống cả nhà ơi. Đem cái đuốc xuống nè, đốt ông bằng. Ông bận dữ lắm. Mình cho trái nghe nè. Nghe né nè. Ổ về cái giò nè thấy không nha. Quá trời quá đất. Mận đầu khủng khiếp. Leo né đó. Ấy da, con bị bún. Đốt luôn đó nha. Mừng quá, đỉnh đau quá cả nhà ơi. Leo né nó luôn cả nhà. Đây ra góc cả nhà. Này chứ khá 1,5 lít á, nặng kịch à. Trời ơi, con này sao mở vô mặt khủng khiếp vậy. Ừ. Ừ.
vô đầy tàn luôn rồi luôn á. Quá trời bật luôn cả nhà ơi. Ổ này có lít rưỡi á cả nhà. Không tới lít rưỡi chứ không lít hơn. Nè. Còn ổ này mập kỳ kỳ vậy. Nửa lít hả? Phấn không vậy? Bên. Hai ổ nha, hai ổ nha, cỡ 2 lít à. Cái ổ đó chính là cái vàng đẹp chứ mày. Dạ. Thôi đi vô đây luôn chú ơi. Cầm cái gọi vô luôn, cầm cái gọi vô luôn. Mày tính ra cái này đây cả nhà, thao mặt đây. Không chó nó tát thường á. Hồi lúc mới đẻ đi vô cắn. Né, hình né hộp. Thì tổng hết chắc những tổ ong này tổng hết luôn là được khoảng để coi cái này 2 lít nữa là nãy 3 lít, 3 lít mấy, 5 lít mấy mật nha cả nhà. Có 5 lít mấy mật. Nó quá trời được mật này luôn, bơm tàn. Mật không có nha cả nhà, thấy vậy nè phải không? Nè cả nhà nhìn kỹ nha, cường cường lấy tay cường cào vô cái nè. Đó. Nó chảy mặt ra nữa nha, thấy không? Đó. Chứ không phải không có mặt không à. Bọt phấn ra đó chú ơi. Bọt phấn này hết luôn tại cái này lộn lộn. Thì 7 tổ ong. Mặt còn yếu quá nha, mặt vẫn còn yếu quá nha. Cho nên mới 7 ổ mà nó mới có 5 lít hơn rồi chứ thật sự nếu mà 7 ổ này mà nó vô mặt mạnh ổ chừng lít hơn thôi là 7 ổ này kiếm nhiều cũng có chứ cỡ 8 9 lít, 10 lít là cũng được. Mà giờ mặt vẫn còn yếu mà với lại tại vì giờ chú ông đi làm á, thành ra kêu Cường Bắc này đang ông đi làm cho nên Cường lại Cường Bắc. Quên ơi Quýnh. Mày cũng mở mày thì mày nãy giờ mày với mày cũng vậy. Cứ Quýnh Quýnh hoài hả? Mày lên giả mày cũng mở Quýnh 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 không. Không yên với mày. Thôi Cường kết thúc clip nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Cường. Ai có nhu cầu xài mặt ong cứ liên hệ cho Cường nha. Số điện thoại Cường để góc trái màn hình. Rồi Cường chào tạm biệt cả nhà nha. Rồi Cường phụ ổng cái nhà.